Và bây giờ xin mời bà con mình nghe bút ký của Mũ Đỏ Vũ Đình Giang, Mặt trận Khánh Dương, Buôn Ma Thuột, Quốc lộ 21. Đêm thứ hai của chuyến hải hành, tiếng các anh em trên tàu xôn xao bàn tán, làm tôi giật mình tỉnh dậy. Tôi không khỏi ngỡ ngàng, vì thấp thoáng ánh đèn điện của một thành phố khi ẩn khi hiện trước mặt tôi. Vì từ Đà Nẵng về tới Sài Gòn phải mất 3 ngày 4 đêm hải hành mới về tới. Mới có 2 đêm 1 ngày thì làm sao mà về đến Sài Gòn cho được. Xin mở ngoặc. Lúc lên tàu tôi cứ nghĩ là sư đoàn nhảy dù của tôi sẽ được về Sài Gòn để nghỉ dưỡng quân. Vì chúng tôi đã quá mệt mỏi, kiệt sức, cả tinh thần lẫn thể xác, tiêu hao quân số khá nhiều ở mặt trận Thường Đức. Xin đóng ngoặc. Một số anh em dân biển Nha Trang thì họ khẳng định là tàu sẽ ghé Nha Trang. Vì với thời gian hải hành là 2 đêm 1 ngày, mà đã thấy ánh đèn điện của thành phố ngày một sáng hơn, rõ hơn, thì chỉ có Nha Trang mà thôi. Tôi hỏi, mình ghé Nha Trang làm gì? Vài anh em trả lời, anh không biết à, vì Nha Trang có quốc lộ 21, đường lên Buôn Ma Thuột đấy, chắc tiểu đoàn mình đánh lên Buôn Ma Thuột quá anh Giang ơi. Tôi lặng người, không biết nói gì nữa, chỉ biết im lặng, vì sự lo lắng của tôi đã đến. Khoảng 2-3 giờ sáng thì tàu vào vịnh Nha Trang, neo đậu, lại giữa vịnh. Ánh đèn điện của thành phố rực rỡ lấp lánh, hắt xuống vùng nước biển của khu quân cảng, làm chúng tôi bồn chồn trong lòng, muốn nhảy ngay lên bờ, thèm được dạo một vòng quanh thành phố biển, để uống một ly cà phê đen nóng và thưởng thức không khí an bình trong lành, không mùi thuốc súng, không mùi thuốc nổ TNT của bom đạn. Một sự thèm khát quá tầm thường, nhưng đối với những người lính tác chiến như chúng tôi, trong lúc này làm sao mà có được. Tất cả nhao nhao dòm lên bờ, nhưng đành bất lực. Mặc dù con tàu của chúng tôi chỉ cách bờ chưa đến 100 mét, vài chiếc cano được thả từ trên bon của Dương Vận Hạm HQ-504 xuống vịnh. Chúng chạy lòng vòng xung quanh tàu mẹ, thỉnh thoảng lại ném xuống vịnh một vài trái MK3. Tiếng nổ ùng ục dưới lòng biển khiến tôi ngạc nhiên. Tôi hỏi một anh lính hải quân, tại sao lại phải ném lựu đạn MK3 xuống biển chi vậy? Anh ta trả lời, những chiếc cano chạy quanh tàu giống như đi tuần và ném MK3 xuống là để đề phòng người nhái của địch lặn vào đặt chất nổ phá hoại tàu. Thì ra là như vậy. Lựu đạn MK3 là loại lựu đạn tấn công gây sát thương bằng sức ép của thuốc nổ TNT, không có miễn như M26 hay M67. Trời sáng tỏ, những ngọn núi nhỏ bao quanh vịnh trông thật là đẹp. Trên bờ, đoàn quân xa hàng trăm chiếc đã đậu sẵn chờ đợi từ bao giờ. Những chiếc cano làm nhiệm vụ tuần tiểu ban đêm để bảo vệ chiếc HQ-504. Bây giờ như những con bọ hung, chiếc ủi vào đầu, chiếc ủi vào đuôi của chiếc HQ-504 đẩy con tàu di chuyển vào cầu cảng mỗi lúc mỗi gần hơn. Vì quá nhỏ so với chiếc HQ-504 nên chúng phải cố hết sức. Máy gầm lên hết công suất mới di chuyển được con tàu mẹ, vì thể khói đen thải ra đầy vịnh. Cuối cùng thì chiếc HQ-504 cũng cập được bờ, miệng nó mở ra như một cái hang động và chúng tôi lũ lượt lên bờ. Trên cầu cảng, xung quanh được bảo vệ bằng một lớp hàng rào lưới B-40 khá cao, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tại đây, chúng tôi được trang bị thêm một số đạn dược và lương khô gạo sấy thịt hộp. Bên ngoài lớp hàng rào lưới B-40, dân chúng tụ tập hai bên đường dòm ngó bàn tán. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng trong đời. Những người dân thành phố Nha Trang được chứng kiến cận cảnh, những anh lính nhảy dù chuẩn bị lâm trận. Một số em bé tò mò, đu bám bên hàng rào lưới B-40, thích thú chỉ rõ những loại súng đạn mà chúng tôi đang mang trên người. Việc tái trang bị đã hoàn tất. Tất cả chúng tôi lên xe như đã chỉ định, đoàn xe lăn bánh rời quân cảng. Xe chạy chậm chậm qua những con đường của thành phố, người dân hai bên đường giơ tay lên cao reo hò cổ vũ. Nhảy dù, nhảy dù! Thỉnh thoảng, những ổ bánh mì, những đòn bánh tét của ai đó ở hai bên đường được quăng vào xe cho chúng tôi. Không khí tràn đầy tình cảm của quân và dân,
như một phần thưởng khích lệ cho chúng tôi để chúng tôi hăng hái lên đường làm nhiệm vụ. Họ cũng đâu có ngờ rằng những ổ bánh mì, những đoàn bánh tét tình nghĩa ấy là những món quà cuối cùng của người dân thành phố biển Nha Trang dành cho lính dù. Đoàn quân xa đưa chúng tôi ra ngã ba Ninh Hòa, trở vào quốc lộ 21, qua đèo Rù Rì tiến vào khu vực của trung tâm huấn luyện Dục Mỹ, quân trường chuyên đào tạo những anh lính biệt động quân với chiến thuật sinh lầy. Đến suối nước nóng thì chúng tôi xuống xe. Hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 1975, kế toán trưởng của đơn vị cùng theo ra đến đây để phát lương cho chúng tôi. Lãnh lương trễ 2 ngày so với những tháng trước. Như thường lệ, anh em chỉ giữ lại một ít để tiêu dùng khi có dịp. Còn lại, ai có vợ con thì gửi kế toán trưởng mang về cho vợ con. Còn độc thân thì gửi kế toán trưởng giữ giùm. Khi nào đi phép hay có dịp ở hậu cứ thì có tiền mà tiêu dùng. Bạn tôi, trung sĩ Nhất Thắng quê Nha Trang, lên thay tôi làm thường vụ đại đội ở Thường Đức khi tôi vi phạm kỷ luật trễ phép một tháng. Nay đơn vị dừng quân ở Nha Trang, quê hương mình, Thắng không cầm lòng được, lãnh lương xong bỏ đơn vị về thăm gia đình. Khi đơn vị di chuyển vào vùng hành quân, Thắng không về kịp, cấp trên lại lệnh cho tôi làm thường vụ đại đội 23 thay cho Thắng. Tôi nghĩ Thắng cũng buồn và tiếc như tôi khi bị mất chức thường vụ đại đội, bởi cả hai chúng tôi đều là những người đem mồ hôi xương máu của mình mấy năm trời mới có được. Nhưng không có gì bằng những hạnh phúc bên người thân, bên gia đình. Bất chấp mất mát, chúng tôi đánh đổi tất cả chỉ để có những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Lãnh lương xong, chiều cùng ngày, đại đội 23 của tôi di chuyển qua cầu 24 để lên đèo Phụng Hoàng. Sở dĩ người ta gọi là cầu 24 vì từ ngã ba Ninh Hòa, quốc lộ 1 đến cây cầu này là 24 cây số. Khi chúng tôi đến chân đèo thì gặp đoàn người quân và dân ô hộp đang ùng ùng kéo xuống để về Nha Trang. Đủ mọi thành phần, lớn bé già trẻ, các đơn vị bạn như sư đoàn 23 bộ binh, địa phương quân, biệt động quân, sinh viên trường võ bị quốc gia Đà Lạt, tất cả như người mất hồn thất thiểu lê bước trên quốc lộ. Tôi thầm nghĩ, trực người kia đang lũ lượt kéo đi tìm cho mình một chỗ an toàn, còn chúng tôi sao lại dấn thân vào chỗ chết này? Tôi không biết việc chuyển quân và bố trí đội hình tấn công như thế nào với địa thế núi non hiểm trở như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời lính của tôi hành quân trên một quốc lộ độc đạo. Theo trục tiến quân lên Khánh Dương, bên trái quốc lộ 21 là vực sâu, vách núi có chỗ gần như dốc đứng. Bên phải là núi cao rậm rạp, di chuyển trên quốc lộ là khá nguy hiểm. Tôi cứ nghĩ hai đơn vị bạn, một đi cánh trái, một đi cánh phải, để bảo vệ cho tiểu đoàn của tôi đi trên quốc lộ 21, mũi tấn công chính diện đánh vào Khánh Dương. Nếu đi với đội hình như vậy thì tiểu đoàn của tôi sẽ đi rất nhanh vì không vướng chướng ngại vật nào. Còn hai đơn vị bạn di chuyển rất chậm do núi cao rừng rậm làm chậm đường đi của họ. Và khi đi nhanh nên chúng tôi sẽ lên khá cao, trong khi đơn vị bạn tụt lại phía sau. Như vậy, khi chúng tôi bị tấn công thì làm sao họ tiếp ứng cho kịp. Lúc này, tôi làm thường vụ đại đội, luôn đi giữa đoàn quân cùng với đại đội trưởng, nên mọi cánh quân bố trí như thế nào, di chuyển ra sao, tôi hoàn toàn không hay biết gì cả, vì đây không phải là nhiệm vụ của tôi. Đại đội trưởng đi đâu thì tôi đi đó, dừng lại thì tôi dừng theo, thế thôi. Chỉ khi nào đụng trận, có thương binh hay tiếp tế bổ sung quân và lương thực đạn dược thì tôi mới vất vả. Trung Quý Dũng biệt danh là Dũng Xì Ke, vì ông ốm yếu gầy còm nên người gọi ông như vậy, chứ không phải ông chơi xì ke. Có lẽ vì ông yếu nên những ngày đầu khi tiến quân vào Khánh Dương, đại đội 23 của tôi được giao nhiệm vụ nằm lại giữ chân đèo Phụng Hoàng. Điểm A, còn các đại đội khác tiến lên cao hơn, xa hơn. Ít ngày sau, đại đội của tôi bỏ điểm đóng quân theo chân các bạn cùng tiến lên phía trước. Chúng tôi đã lên khá xa, lúc này tiền quân báo cho biết đã nhìn thấy Khánh Dương. Một vài đụng độ giữa quân của hai bên đã xảy ra trước cửa ngõ tiến vào Khánh Dương.
Một máy bay ném bom A-37 đã bị bắn rơi ở đây. Pháo 105 ly yểm trợ không được hiệu quả lắm. Với địa thế như thế này, trực thăng võ trang, một phương tiện yểm trợ hùng hậu khi giao tranh từ trước tới nay, thì hoàn toàn vắng bóng. Tôi không nhớ hôm nay là ngày mấy, chỉ biết là ngày đầu của tháng 4 năm 1975 và là ngày tiếp tế lương thực theo chu kỳ. Chiều nay, chờ hoài không thấy xe tiền trạm lên phát lương thực, liên lạc bằng vô tuyến, thì lúc nghe được lúc không. Tiền quân cho hay đối phương đã điều xe tăng và bộ binh đang từ Khánh Dương tràn xuống nghênh chiến. Đại đội của tôi được lệnh quay lại ngay để giữ điểm A nơi chân đèo. Vì điểm A này mà lọt vào tay đối phương, thì toàn bộ cánh quân trên đèo bị khóa đuôi không còn đường rút. Mãi đến 5 giờ chiều mới liên lạc được với xe tiếp tế. Lúc này xe đã đến chân đèo Phụng Hoàng. Tôi hỏi, sao lại trễ như vậy? Họ nói bị phục kích. Tôi kêu trời và nói vô lý, bởi đằng sau chúng tôi là hai quân trường lớn. Dục Mỹ huấn luyện biệt động quân, Lam Sơn huấn luyện pháo binh. Hai quân trường này quân số khá đông. Họ làm gì, đi đâu mà để một vùng đất an ninh như vậy bị phục kích? Khi đại đội của tôi quay lại điểm A còn cách vài trăm mét, thì phát hiện đối phương đang từ trên sườn núi kéo xuống điểm A. Mục đích chắc chắn là muốn chiếm điểm này để khóa chân chúng tôi trên đèo, bao vây chúng tôi, từ dưới đánh lên và từ trên Khánh Dương đánh xuống, kẹp tiểu đoàn tôi ở giữa, với một bên là vực sâu, một bên là núi cao. Tình hình hết sức nguy hiểm và bất lợi. Ngay lập tức hỏa lực từ M72, M79 và Đại Liên M60 được khai hỏa để chống chế đối phương tràn xuống, đồng thời tiền quân di chuyển nhanh để vượt qua và chiếm điểm A này làm đầu cầu cho đơn vị bạn rút xuống. Biết kế hoạch đã bị lộ, đối phương bắn trả chiếu lệ và trúc êm. Đến chân đèo, gặp xe tiếp tế thì trời cũng muốn nhá nhem tối. Việc phân phát lương thực, bổ sung thêm đạn dược được tiến hành nhanh chóng. Bữa cơm chiều ăn vội vã, ăn trễ mà ăn còn ngon hay dở có lẽ chẳng có ai còn cảm giác nữa. Đơn vị tổ chức lại đội hình, di chuyển ngay trong đêm trời đèo Phụng Hoàng. Khoảng hơn 7 giờ tối, đại đội 22 vô ông Đại Quý Hà, biệt danh là Hà Đầu Bạc. Ông mới 24-25 nhưng tóc đã bạc trắng, nên mọi người gọi ông Hà là Hà Đầu Bạc, dẫn quân đi đầu mở đường rút lui trên quốc lộ 21. Đại đội của tôi theo sau. Lệnh trên cho chúng tôi là trên đường rút quân phải bảo vệ pháo binh và xe thiết giáp. Do đó chúng tôi phải đi trên đường, thay vì ép qua trái hay phải quốc lộ để di chuyển trong rừng cho an toàn. Khi đại đội tôi vượt qua cây cầu 24, lúc này khoảng 8 giờ tối, cánh quân đi tiên phong của đại đội 22 lọt vào ổ phục kích của đối phương. Từ hai bên đường, lựu đạn ném vào đoàn quân đang di chuyển trong đêm, mục tiêu thì không thấy, chỉ nghe những tiếng lựu đạn nổ quanh mình, đồng đội ngã xuống. Quân của Đại Quý Hà Đầu Bạc ném lựu đạn vào những điểm nghi ngờ ven đường, cố gắng mở đường tiến lên phía trước. Hai bên sử dụng toàn lựu đạn để tiêu diệt nhau, không dùng súng vì sợ lộ mục tiêu dễ bị tấn công. Đối phương có lợi thế hơn vì nằm trong hố cá nhân, an toàn và dễ quan sát. Còn chúng tôi thì đi trên đường, dù là trong đêm tối cũng quá lộ liễu, đầy nguy hiểm. Cuộc giao tranh mà cả hai bên đều không thấy mặt nhau, kéo dài đến gần 2 giờ sáng. Chúng tôi di chuyển không được là bao nhiêu, hao hụt quân số. Thiếu tá Hạnh tiểu đoàn trưởng cho rút quân, ép về cánh phải của quốc lộ 21, nằm phòng thủ chờ trời sáng. Vì trong đêm tối không kiểm soát được địa thế, không biết địa hình như thế nào, nên không tổ chức phòng thủ được. Tất cả bắt tay nhau tạo thành một vòng tròn và ngủ qua đêm. Chưa bao giờ tôi thấy kiểu đóng quân phòng thủ như vậy. Quá nguy hiểm nếu bị tấn công, nhưng đây không còn phương án nào khác. Thật ra có lẽ chúng tôi chỉ thiếp đi, chứ không ai ngủ được trong hoàn cảnh này, mặc dù là rất mệt mỏi. Trời cao nguyên mờ sáng, không khí mát lạnh thật dễ chịu. Đâu đó vài lớp sương mù quanh những thung lũng, con suối, gần đấy bay là đà hòa quyện vào màu xanh của núi rừng thật đẹp, lãng mạn. Mọi người không ai bảo ai, lặng lẽ kiểm tra lại ba lô súng đạn, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chờ lệnh. Cử cà phê sáng theo thói quen, hôm nay không được ai quan tâm chiếu cố nữa. Trời sáng rõ, không biết thằng em nào nằm gần tôi la lên.
Anh Giang ơi, có người. Mọi người nhốn nháo, súng đạn lăm lăm trong tay. Tôi hỏi nhỏ, ở đâu, hướng nào? Hướng trong bìa rừng, bãi tập của biệt động quân. Theo hướng chỉ tay của thằng em, tôi thấy có những bóng người thấp thoáng đi qua đi lại. Cách khoảng vài trăm mét, không thể nhìn rõ để phân biệt bạn hay thù. Theo phản xạ, như khi tôi còn nắm tiểu đội trưởng hay trung đội phó, tôi quên mất là tôi đang nằm vòng trong, không đến lần tôi ra lệnh cho anh em mình. Thật ra, đêm vừa qua tôi cũng nằm vòng ngoài phòng thủ như bao anh em khác. Một vài người nói nhỏ, coi chừng bạn. Tôi nói, bạn gì, đánh mình cả đêm không thấy sao? Cho nó vài trái M79 là biết ngay. Vài trái M79 được bắn về hướng có người di chuyển. Cóc quanh, cóc quanh. Ngay lập tức, những loạt đạn phòng không 12 ly 7 được bắn đáp trả lại. Đùng đùng, đùng đùng. Đạn lửa đang chéo vào nhau, lao vùng vụt về phía chúng tôi. Những tiếng chục chục chiếu chiếu, kim cắm vào lòng đất, cỏ tranh, nghe rợn người. Biết không ổn, tôi nhìn quanh xem những anh em trong ban chỉ huy đại đội mình nằm đâu. Nhưng không thấy ai, cả đại đội trưởng cũng không thấy. Đạn 12 ly 7 bắn mỗi lúc một dữ dội hơn, rát hơn, vây bổ quanh tôi. Trước mặt tôi, hình như quân của đại quý Hà đầu bạc đại đội 22 và trung quý Hà Lồi đại đội 24 đang giao chiến với đối phương. Đủ mọi loại súng và lựu đạn đang thi nhau nổ giòn giả. Cánh quân phía sau tôi, tức phía chân đèo Phụng Hoàng la lên. ZT-54 đang tràn xuống cậu. Cùng lúc phía trước, tức hướng Dục Mỹ, cánh quân đang giao tranh cũng la lên. Nó đang từ Dục Mỹ đi trên đường kéo đến mình, thiếu tá. Tôi giật mình quay lại thấy thiếu tá Hạnh, tiểu đoàn trưởng của tôi và vài anh em mang máy truyền tin. Không biết ở đâu ra đứng bên tôi từ bao giờ. Phía trên đèo Phụng Hoàng, không biết chiều qua có còn đơn vị nào không rút kịp, mà sao súng đủ loại của cả hai bên đang nổ dữ dội, dấu hiệu có một cuộc đụng độ ác liệt. Điểm A, vị trí đối phương muốn tràn súng khóa đuôi đoàn quân trên đèo Phụng Hoàng. Điểm B, đã xảy ra giao tranh suốt từ 8 giờ tối tới 2 giờ sáng. Lúc này tôi và thiếu tá Hạnh chỉ cách quốc lộ 21 mới 15 mét. Thấp thoáng hai đầu đường, đối phương đang dè dặt tiến vào. Thiếu tá Hạnh nói, băng qua quốc lộ đi sâu về hướng đông. Mọi người co rúm lại nhìn nhau, bám quanh ông. Không ai băng qua quốc lộ cả vì địa thế quá trống trải. Ông rút khẩu P-38 ra khỏi bao da, cầm tay và nói, muốn xong băng qua quốc lộ theo tao. Và ông bục chạy qua đường. Ngay lập tức mọi người vây quanh ông cùng lao theo băng qua đường. Từ máy truyền tin, giọng của ai đó có lẽ từ lữ đoàn trưởng đang hỏi thiếu tá Hạnh về tình hình của ông. Tôi không nghe rõ được câu hỏi, chỉ nghe thiếu tá Hạnh nói, tôi cần khoảng 5-7 chiếc trực thăng đẩy bốc. Từ đầu máy bên kia trả lời, ok, chờ. Chúng tôi tiếp tục di chuyển, địa thế trống trải xen lẫn rừng chồi, bây giờ đã đổi hướng đi. Cách quốc lộ 21 khoảng 5-700 mét và đi song song theo quốc lộ về hướng Nha Trang. Lúc này tôi mới nhìn lại đoàn quân đi theo ông. Ôi trời ạ, chỉ có khoảng hơn 30 lính của ông và cũng từng ấy lính bộ binh. Tổng cộng chưa đến 60 tay súng. Là giọng từ máy truyền tin PRC-25. Không có đủ trực thăng để bốc hết như vậy, chỉ bốc mình anh thôi. Thiếu tá Hạnh nói, bốc thì bốc hết. Bốc mình tôi không có đi đâu. Cúp máy, tất cả tiếp tục di chuyển. Ok, thôi bây giờ ưu tiên tẩy thương trước đi, còn lại tính sau. Ok, vậy cũng được. Tôi nhìn trước ngó sau. Thiếu tá Hạnh là người lớn nhất, tiếp theo là Trung úy Thanh, đại đội trưởng đại đội 20. Sĩ quan Đà Lạt mới ra trường và tôi, người lớn thứ ba trong đoàn quân, còn lại là anh em binh sĩ. Khoảng gần 12 giờ trưa, tiếng trực thăng từ xa vọng lại. Máy bay ngày một hiện rõ hơn. Máy báo thiếu tá Hạnh chuẩn bị cho tẩy thương, một vài anh em bị thương mừng quá vì sẽ không phải đi bộ nữa. Nhưng khi trực thăng đáp xuống thì tôi nhận ra đây không phải là máy bay trực thăng thông thường, mà là máy bay trực thăng riêng của lữ đoàn trưởng, chuyên bay đi thị sát mặt trận, có thiết kế riêng, không chở được nhiều người. Tôi biết đây là điều không bình thường. Thiếu tá Hạnh và một hai anh em nữa được kéo vào máy bay bay đi. Những người còn lại bơ vơ như rắn không đầu, hoang mang, vì cấp chỉ huy cao nhất đã rời trận địa. Từ máy truyền tin còn lại, giọng ai đó nói chúng tôi chờ.
lát nữa sẽ có trực thăng đến bốc đi. Trung Quý Thanh bây giờ là người có cấp bậc cao nhất, ông nói. Không đi nữa, nằm lại chờ. Tôi nói, dưới địa thế này, mình cứ tiếp tục đi, khi nào trực thăng đến mình sắp xếp đội hình cũng kịp mà. Trung Quý Thanh nói, không đi đâu nữa, nằm lại chờ, máy nói như vậy. Tôi cãi, ai chờ thì chờ, ai không chờ thì đi theo tôi, trực thăng vừa xuống, điểm của mình bị lộ rồi, ở đây một lát chết hết bây giờ, cứ đi thì khi nào có máy bay tính sao. Dạ, tôi bỏ Trung Quý Thanh lại, ra đi. Ban đầu vài người theo tôi đi, nhưng sau đó theo tôi đi gần hết. Có lẽ họ nghe tôi nói có lý và cuối cùng Trung Quý Thanh cũng đành đi theo. Đi đến đèo Rù Rì, tôi lo lắng sợ lên đèo mà đụng độ thì thê thảm. Vì quân không nhiều, hỏa lực thì chẳng còn là bao. Nhưng không vượt đèo ra quốc lộ đi thì không biết sao, nguy hiểm quá. May mắn, chúng tôi qua đèo an toàn. Đến khoảng 4 giờ chiều, chẳng thấy trực thăng đâu, máy móc thì im lặng, không liên lạc được. Tôi nói với Trung Quý Thanh, đó, nếu không nghe lời tôi, nghe lời Trung Quý nằm lại thì không biết bây giờ mình ở đâu. Ông im lặng không nói gì, có lẽ đây là bài học đầu tiên cho ông, mà chỉ những người lính già, lão làng như tôi, đầy kinh nghiệm, biết mình phải làm gì và khi nào thì phải tuân thủ lệnh cấp trên. Bài viết Mặt trận Khánh Dương của tác giả Vũ Đình Giang đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn tác giả Mũ Đỏ Vũ Đình Giang và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.